Chúng tôi tiếp tục đoạn đường từ Vương Thành Ca Tỳ La Vệ đến Lâm Thị Ni. Hai bên đường là cảnh đồng quê với những mái tranh nghèo đơn sơ mộc mạc, nằm chơ vơ giữa những cánh đồng khô cháy. Tuy đoạn đường không xa lắm, nhưng vì đường đá gồ ghề lởm chởm nên đoàn chúng tôi đi phải mất gần 1 giờ đồng hồ mới đến nơi. Lâm Tỳ Ni xưa kia là khu vườn xinh đẹp của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Hiện nay vị trí khu vườn này nằm trên phần đất của Nepal, tiếp giáp biên giới, nằm dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Lâm Tỳ Ni đã trở thành một trong những thánh tích thiêng liêng nhất của Phật giáo. Trải qua bao thế kỷ, thánh địa này là trung tâm nghiên cứu, hành hương của hàng triệu nhà khảo cổ, học giả, sử gia, Phật tử và du khách khắp nơi trên thế giới. Đoạn đường từ cổng chính vào vườn Lâm Tỳ Ni khoảng 500m. Đoàn đã chọn phương tiện xe ba bánh để di chuyển vào khuôn viên Lâm Tỳ Ni. Khi xe lăn bánh chậm chậm dọc hai bên đường là cây cối xanh tươi, gió thổi vi vu, không gian thật thanh bình và yên ả, khiến lòng người nhẹ nhàng, được giải phóng khỏi những vướng bận lo toan. Lâm Tỳ Ni với bao kỳ hoa dị thảo, đẹp đẽ lạ thường của ngày nào không còn nữa. Giờ đây chỉ còn lại một vài cây cỏ lác đác quanh khu vực và một vài phế tích được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ. Với một vẻ ngoài bụi bặm và đổ nát ấy, nhưng Lâm Tỳ Ni vẫn ẩn chứa những giá trị lớn lao về tâm linh. May mắn thay cho chúng ta, cho những người muốn tìm hiểu về sự thật Phật giáo, một thánh tích dù không còn nguyên vẹn, nhưng nó đã chứng thật với lịch sử, vẫn hiên ngang với trời đất, vẫn là niềm tự hào đối với tất cả người con Phật trên khắp năm châu. Có lẽ chúng tôi chưa bao giờ có được những xúc cảm dâng lên từ đáy lòng như ở nơi đây. Chúng tôi đã về đây, tìm dấu chân Ngài để nghe những âm thanh quà reo, ca ngợi, tán thán một bậc vĩ nhân xuất hiện, mang nguồn ánh sáng nhiệm màu, vạch ra một con đường thực hành từ bi và trí tuệ cho chúng sinh, vượt thoát mọi khổ đau và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2019. Đoàn hành hương xuống vườn tâm linh 6 do chùa Lâm Tỳ Ni tổ chức. Hôm nay là chúng ta được đến tại Lâm Tỳ Ni, là một cái thánh tích đầu tiên mà chúng ta đến trong bốn thánh tích. Trong bốn thánh tích này rất là quan trọng, mà hôm nay chúng ta đến một thánh tích đầu tiên. Tuy mấy ngày chúng ta đi rất vất vả, nhưng mà chúng ta được đến đây là chúng ta rất là an lạc, vui vẻ. Trong bốn thánh tích thì thầy Minh Trí có nói là ba thánh tích kia đó là gì?
Thứ nhất là Lâm Tỳ Ni chúng ta đang ở đây. Cái thứ hai là chỗ Bồ Đề Đạo Tràng mà Đức Phật ngồi 49 ngày để thành đạo. Cái thứ ba là chuyển Pháp Luân. Cái thứ tư là nhập Niết Bàn. Nhưng mà ba cái thánh tích kia là những nhà khảo cổ đã tìm trước. Chỉ có thánh tích Lâm Tỳ Ni là không tìm được. Cho nên chỉ dù có sách viết như thế nào hoặc là những cái người chứng minh như thế nào, nhưng mà không có Lâm Tỳ Ni thì người ta cũng không có xác nhận được Đức Phật là một nhân vật có thật. Vào năm 1869 là một nhà khảo cổ người Đức vô tình tìm được cái trụ đá vua A Dục. Đó là một trong những cái trụ đá mà tìm đầu tiên ở cái thánh tích này vào năm 1869. Nhưng mà ở trên cái trụ đá đó đó có khắc những dòng chữ của vua A Dục. Cách đây hơn 2.600 năm về trước, cái chỗ này là cái vườn Lâm Tỳ Ni. Nó rất là đẹp, nhưng mình đi vô đây được 6 lần, lần này lần thứ 6. Mà mỗi lần vô, mỗi cái cảm giác nó y chang như lúc đầu à. Nó không có khác gì hết á. Đặc biệt nhất là trụ đá của vua A Dục, một vị vua Phật tử đã làm trạng danh Phật Pháp trong suốt triều đại của ông. Khoảng thế kỷ thứ 3 trước kỷ nguyên Tây Lịch, nhờ những thạch trụ và các dòng chữ còn ghi lại trên bia ký mà mọi người còn biết được vị trí chính xác của các thánh tích Phật giáo. Khi chúng tôi đến đây quan sát thì thấy cột trụ đá có độ cao khoảng từ 5 đến 6 mét, đường kính khoảng nửa mét, được bao quanh bởi hàng rào sắt. Trên thân trụ có khắc năm hàng cổ ngữ Brahmi, phía bên dưới có tấm bia ghi bằng ba ngôn ngữ Brahmi, Anh và Pali, hay còn gọi là Ấn ngữ. Cột trụ đá này chỉ rõ cho chúng ta biết chắc chắn chỗ này là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Đây là một phát hiện di tích có giá trị lịch sử sớm nhất còn lại đến ngày nay, và đoạn văn khắc trên trụ đá có thể được xem là bản khai sanh của Thái tử Tất Đạt Đa, là một bằng chứng sống về sự kiện nhân vật có thực của lịch sử. Từ những miền đất xa xôi, chúng tôi tụ hội về đây, quỳ dưới tàn cây Bồ Đề, lòng tĩnh lặng để tưởng nhớ công ơn sâu dày của Ngài. Phật đản sanh hôm nay chính là Phật đản sanh trong lòng khi chúng ta cất tiếng kinh cầu, sống theo lời Phật dạy. Từng bước nở đóa hoa sen, từ miền đất tâm an lạc. Tôi tên là Ngô Văn Mẹo, Pháp danh Ninh Đức. Tôi đến từ Mỹ. Ước vọng của chúng tôi từ lâu, suốt cả cuộc đời đến ngày hôm nay mới được đến chỗ nơi sanh của Đức Phật. Cảm xúc rất là lấy làm xúc động và hãnh diện mà ngày hôm nay được đến nơi sanh của Đức Phật để thăm viếng. Nằm trong chương trình hoạt động của chuyến hành hương, những vị có ngày sinh vào tháng 10 sẽ được tổ chức buổi lễ sinh nhật với sự chúc mừng của quý thầy và mọi người trong đoàn. Hôm nay tại ngày Lâm Tỳ Ni là cái chỗ Đức Phật đản sanh, cũng là cái ngày sinh nhật của ba thành viên trong cái đoàn
sứ mùa tâm linh xấu của chúng ta, đó là một cái việc mà khó có, phải không ạ? Rất là phước đức. Chính vì vậy, chúc cho ba quý vị tâm Bồ Đề luôn kiên cố, luôn dũng mãnh trong con đường đạo để hộ trì Tam Bảo, và chúc ba vị luôn luôn sức khỏe và hạnh phúc, và cuộc sống luôn được an lạc mọi lúc mọi nơi. Và luôn tiện đây, cái ngày sinh nhật này cũng chúc quý thầy quý cô cùng quý vị trong đoàn chúng ta có một chuyến đi thật là an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ được tổ chức đơn giản để nhằm kỷ niệm cột mốc quan trọng đánh dấu sự hiện diện của mình trên thế gian này. Gợi nhớ về công ơn của hai đấng sinh thành. Bởi lẽ ấy, chính là ngày mẹ ban cho ta cuộc sống, cũng là những giờ khắc mà mẹ phải trải qua vô vàn đau đớn, mệt nhọc để cho ta hình hài này. Bên cạnh đó, chúng ta còn nhận thấy được tình cảm và sự gắn kết của tất cả mọi người trong chuyến đi.